Tại bộ phận này, người tiếp nhận và người dân có thể giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng và thuận tiện. Cơ chế liên thông một cửa khi kết hợp với định danh điện tử mức 2 sẽ tạo ra tính tập trung kết hợp thông tin, tích hợp quy trình truy cập trực tuyến. Người dân chỉ cần khai báo một lần duy nhất từ khai sinh, khai tử, hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng, hệ thống sẽ tích hợp và không cần những giấy tờ hành chính rườm rà. Những bộ phận một cửa tạo ra một cách tiếp cận khoa học trong việc xử lý các thủ tục, giúp tạo thuận lợi cho mọi người dân. Áp dụng một cửa trong giải quyết hành chính công đã phát huy những tiện ích vượt trội. Tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang nỗ lực thu thập thêm dữ liệu từ các bộ ngành để mở rộng thêm các thủ tục hành chính được tích hợp phục vụ người dân. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi được duy trì hoạt động ổn định. Việc kết nối, tích hợp các hệ thống thông tin do các bộ ngành triển khai đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật và duy trì việc kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Đáp ứng khai thác đầy đủ 20 trường thông tin do Bộ Công an cung cấp từ cơ sở dữ liệu nhằm khai thác sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh theo quy định. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc liên thông kết nối với phần mềm dịch vụ công của Bộ Công an để phục vụ cho việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông từ ngày 10 tháng 7 năm 2023. Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, triển khai kết nối các cơ sở dữ liệu về hồ sơ sức khỏe người lái xe thực hiện dịch vụ công cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh. Đến nay, 100% các cơ sở khám chữa bệnh đã công bố đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe, thực hiện đăng ký thành công tài khoản liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên cổng giám định bảo hiểm y tế. Trong tháng 7, đã có 1.463 lượt liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe. Có 8 trên 12 đơn vị đã có số liệu liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe đạt 66,7%. Cấp biển số xe theo mã định danh. Thông tư 24 của Bộ Công an về cấp biển số xe theo mã định danh đã có hiệu lực. Biển số xe định danh được cấp sẽ theo tổ chức cá nhân suốt đời nhằm hỗ trợ cho việc quản lý, truy xuất thông tin của phương tiện và thông tin của chủ xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Sau khi thực hiện các thao tác đăng ký xe trực tuyến trên máy tính tại nhà, ông Sơn được cấp mã số điện tử. Cầm mã số điện tử lên cơ quan công an và được hướng dẫn làm các công việc tiếp theo là đã hoàn chỉnh các thủ tục giấy tờ. Thời gian làm thủ tục đăng ký xe được rút ngắn. Bà con có thể ngồi ở nhà hoặc bất kỳ chỗ nào mà có cái máy tính mà có kết nối internet là có thể làm được. Và ngành công an họ cấp cho mình một cái, khi mình làm tới cuối cùng rồi cấp cho mình một cái số cho mình báo với công an thành phố đây, bảo in cho mình giấy tờ là làm rất là tốt và không tốn thời gian. Tôi thấy cái này của hoàn ngành luôn. Mặc dù quy định về cấp định danh biển số xe đã được phổ biến từ trước, nhưng khi quy định này có hiệu lực, rất nhiều người dân đến làm thủ tục chuyển đổi giấy đăng ký xe hoặc bán xe đã gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, quy định chủ cũ của phương tiện phải đến trực tiếp làm thủ tục thu hồi đăng ký và biển số, sau đó đưa giấy cho chủ mới có thể làm thủ tục cấp biển cho xe, khiến người dân băn khoăn. Có một biển số nam số, em đã làm thủ tục mua bán và rút hồ sơ sang tay, rút hồ sơ từ huyện trong tỉnh. Nhưng mà bây giờ làm thủ tục trước ngày thông tư ra, trước ngày 15 tháng 8, nhưng mà bây giờ em muốn giữ lại biển số thì lên làm thủ tục thì bây giờ không, họ không cho giữ nữa, không muốn bác định danh bấm lại số mới. Cho nên là rất là khó khăn trong cái trường hợp này, cái số em cũng là rất là ân ý. Theo các chủ xe, trên hệ thống đăng ký thường xảy ra các lỗi treo máy, nhập tên chủ xe này nhưng ra kết quả chủ xe khác, mã dịch vụ công tìm không ra. Một số lỗi khác là xe nhập khẩu không tìm thấy thông tin hải quan, không in được giấy đăng ký. Thông tin nhập vào không được do không đồng nhất. Cùng một xe nhưng thông tin bên thuế ghi khác, bên hải quan lại ghi khác. Trong khi đó chỉ cần một thao tác nhập không đúng cũng không thể hoàn tất thủ tục. Do áp dụng các quy định mới trong thông tư 24 nên một số người dân có thắc mắc về thủ tục đã được cán bộ cảnh sát giao thông hướng dẫn và hỗ trợ. Trường hợp mà sang tay trong trước cái ngày 15 tháng 8 thì chúng tôi cũng đã tranh thủ làm trong ngày rồi,
tuy nhiên thì vẫn còn lại một số dân gộp sau. Thì đối với số này thì theo chỉ đạo của cục cảnh sát giao thông thì từng đang thống kê và để chờ ý kiến chỉ đạo của cục. Qua điểm này thì cũng có một số cái khó khăn đó, thì người dân cũng chưa tiếp cận cái vấn đề liên quan tới công trình thủ công, nên một số người chưa vấn đề về công nghệ cũng chưa nắm, do đó thì nó cũng khó khăn trong cái một hồ sơ. Do đó thì chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền đến các cái phương tiện thông tin đại chúng, cũng như là tuyên truyền trực tiếp tại cái hướng dẫn tại cái nơi cái xe để người dân tiếp cận và nộp hồ sơ và dịch vụ công tốt hơn. Sự ra đời của biển số định danh không làm thay đổi số biển số xe của cá nhân tổ chức, mà sự thay đổi phương thức quản lý biển số xe. Biển số xe định danh giúp lực lượng công an dễ dàng truy xuất thông tin của người và phương tiện để xác minh thông tin liên quan đến tai nạn giao thông, vi phạm giao thông. Việc cấp và quản lý biển số theo mã định danh rất tiện, vì khi đổi xe, người dân không phải đi bấm lại biển mà vẫn dùng biển cũ. Tuy nhiên, việc cấp biển số định danh vẫn đang ở giai đoạn đầu nên vẫn xảy ra một số trục trặc vướng mắc. Ngành công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan từng bước khắc phục các vướng mắc, đảm bảo thực hiện cấp biển số xe cho người dân nhanh chóng, thuận lợi.